Xin chào các bạn nhé. Các bạn này, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách thổi sáo bằng các ngón tay nhé. Như các bạn đã biết thì cái thổi sáo thì có rất nhiều cách. Có thể thổi sáo như thổi sáo mồm không này. Đấy, thổi sáo từ lá cây này, thổi sáo bằng cái tre trúc này. Đấy, và vân vân. Nhưng mà đặc biệt cái thổi sáo bằng tay này nó rất là kêu to các bạn nhé. Có thể phục vụ cho các bạn ví dụ như là đi hò hét ở các quán bar vũ trường, như là cổ vũ đội tuyển Việt Nam, hoặc là đi đường cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam đá bóng ấy. Đấy, mình sẽ tập một lượt để các bạn xem nhé. Này, các bạn quan sát này. Đấy, to không? Đây nhá. Đây, hai ngón tay út này. Ngón tay út thì ngón tay út nó hơi nhỏ nên thổi nó hơi nhỏ các bạn nhé. Còn hai ngón tay này, đặc biệt là hai ngón tay cái và ngón tay trỏ này kêu rất to luôn các bạn nhé. Đấy, thì để làm như này nhé, thì thứ nhất là chuẩn bị về tay này. Đối với sử dụng một tay này, các bạn ngón cái và ngón trỏ các bạn chúm vào nhau này kiểu cũng kiểu hình chữ A này, chúm vào nhau này. Hai đầu của ngón tay bằng nhau các bạn nhé. Đây là cách thổi bằng hai ngón tay của một bàn tay này. Đấy. Còn cách thổi bốn ngón này, từ hai ngón tay từ ngón giữa và ngón trỏ này của hai ngón tay này, các bạn trụm hai đầu ngón giữa vào với nhau này. Đấy. Sau đó để chéo nhau thành hình chữ A nhé. Các bạn nhìn này, để chữ A này. Đấy. Còn nếu mà sử dụng hai ngón út thì các bạn cũng để hai đầu ngón tay út cùng chạm vào nhau. Đấy, xong là chéo hình chữ A như này. Đấy. Đấy là cách để tay nhé. Còn đối với cách thổi thì các bạn nhé, lưỡi các bạn lè ra. Các bạn đặt hai đầu ngón tay này vào chính giữa lưỡi. Các bạn cho vào trong. Cong lưỡi, cong cái đầu lưỡi lên nhé các bạn nhé. Đặt giữa lưỡi nhé, cong đầu lưỡi lên. Cong đầu lưỡi lên nhé. Nhưng mà cái môi của các bạn này, khi mà cho tay vào ấy, thì môi của các bạn phải che kín cả cái bàn tay, che kín cả cong ngón tay này, và chỉ để hở cái lỗ giữa đầu ngón tay cái và đầu ngón tay trỏ thôi. Đấy, các bạn quan sát này nhé. Các bạn càng che kín thì càng kêu to các bạn nhé. Và các bạn càng cong lưỡi lên, càng cong lưỡi ấy, và đẩy lưỡi nó sát với cái hàm răng của mình để cho nó tạo một cái buồng thông gió đấy, thì nó sẽ kêu rất to các bạn nhé. Thấy chưa? Một lưu ý là các bạn phải để cho cái môi của bạn che kín cả cái hai cái ngón tay này các bạn nhé. Che kín luôn. Đấy. Các bạn che kín luôn thì nó sẽ kêu to, cũng như bốn ngón này các bạn cũng thế này. Để hai đầu ngón trụ với nhau này, sau đó tạo hình chữ A này. Các bạn cho vào, cũng cho vào lưỡi xong rồi cong lưỡi đi. Lâu lắm mình không thổi bốn ngón này nó đấy. Các bạn quan sát này. Lâu lắm không thổi, mình quen thổi hai ngón tay này. Mình một số lưu ý nhé. Khi các bạn mới tập thổi thì các bạn thổi nhẹ thôi. Các bạn thổi nhẹ thôi nhỉ. Đấy, thổi nhẹ thôi thì dần dần kỹ thuật nó sẽ hoàn thiện và các bạn sẽ thổi to hơn. Các bạn trước khi thổi các bạn nên rửa tay xà phòng thật kỹ nhé, vì xà tay mình làm rất nhiều việc vi khuẩn rất nhiều. Các bạn rửa tay bằng xà phòng thật kỹ sau đó mới cho một. Và khi mà mình thổi, bắt đầu mình thổi nó không được kêu như mình mong muốn ấy, thì các bạn không được nản chí. Các bạn tập từ từ thổi nhẹ nhàng dần, nó sẽ kêu to nhé các bạn nhé. Vì trước mình tập nhiều mình biết rồi, mới đầu thì nó không kêu đâu, sau dần dần mới tập dần rồi nó lại kêu to. Các bạn quan sát lại như mình nhé.
nhá, kêu rất to luôn. Thì giờ mình hy vọng cái video này sẽ hữu ích được cho một số bạn, đặc biệt là những bạn thích cổ vũ bóng đá đội tuyển Việt Nam nhé các bạn nhé. Hy vọng rằng các bạn hãy ủng hộ mình. Chúc các bạn thành công nhé.